chào 500 anh em trên khắp vũ trụ, các bạn đã có cho mình ly cà phê sáng và tách trà ấm chưa? Bản tin đầu tiên của chúng ta hôm nay sẽ có gì? Cùng theo dõi nào! Tin mới nhất bóng đá sáng 4 tháng 2, Rangnick tiết lộ về tình hình của Lingard. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Rangnick tiết lộ về Jesse Lingard. Cậu ấy đã xin phép tôi và câu lạc bộ được nghỉ vài ngày để suy nghĩ. Lingard sẽ trở lại cùng toàn đội vào ngày thứ hai 7 tháng 2, tôi đoán là như vậy. Cậu ấy không thi đấu trận gặp Middlesbrough. Diên Yên An hết cửa trở lại đội tuyển quốc gia Morocco. Theo báo chí Morocco, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Vahid Halil Hodžić đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ gọi tiền vệ Hakim Ziyech nếu còn dẫn dắt Morocco. Vị chiến lược gia người Bosnia tiết lộ cầu thủ đang chơi cho Chelsea từ chối tập luyện và chẳng. Huấn luyện viên Ecuador trần tình về bàn thua trước Peru. Ecuador vừa bị Peru cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và huấn luyện viên Gustavo Alfaro vừa trần tình về bàn thua. Chúng tôi mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong tình huống này. Mọi người không thể tìm thấy áo của Diego Palacios trong khi hậu vệ phải Brecha đau chấn thương. Bởi vậy, chúng tôi không thay người kiệt và thủng lưới khi đá 10 người. Cháu John Terry thử việc tại Chelsea. Nối tiếp truyền thống gia đình, Frankie Terry, cháu trai ruột của John Terry đang thử việc tại Chelsea. Frankie là con trai của Bon Terry, anh ruột của cựu trung vệ người Anh. Giống như chú của mình, Frankie cũng thi đấu ở vị trí trung vệ. Ashley Cole tái hợp cùng Frank Marbach. Huấn luyện viên Frank Marbach vừa bổ sung vào ban huấn luyện của mình tại Everton cái tên Ashley Cole. Cựu cầu thủ người Anh đã từ bỏ vị trí trong ban huấn luyện đội U21 Anh để tái hợp cùng người đồng đội cũ. Cole và Marbach có thời gian dài thi đấu cùng nhau tại Chelsea và đội tuyển Anh. FIFA Club World Cup sẽ sử dụng trọng tài robot. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar đang thực hiện cuộc cách mạng về cả công tác tổ chức lẫn đưa công nghệ vào các trận đấu để giúp trọng tài có những quyết định chính xác, công minh nhất. Trong động thái mới nhất, FIFA Club World Cup 2022 diễn ra, trong tháng này sẽ chứng kiến những con robot di chuyển bên hai biên để đảm nhiệm vai trò như một trợ lý đường biên. Hệ thống theo dõi trên sân có thể đưa ra quyết định tự động trong vòng nửa giây rằng cầu thủ đã bị dị hay chưa. Hệ thống này gồm các camera đặc biệt di chuyển liên tục theo chuyển động chân tay của cầu thủ. Trọng tài VAR sẽ nhận được báo cáo gần như ngay lập tức. Nhờ vậy, các quyết định biên vị sẽ được đưa ra chính xác gần như tuyệt đối. FIFA hy vọng sẽ triển khai đầy đủ kịp thời cho World Cup năm nay sau khi thử nghiệm thành công tại Cúp Arab, vừa được tổ chức tại Qatar và sắp tới là FIFA Club World Cup. Luis Suarez thách thức đội bóng cũ Barca. Chân sút vừa tròn 35 tuổi vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, đã trọn vẹn hai trận đấu của Uruguay ở vòng loại World Cup 2022 và đều ghi bàn, giúp đội nhà tràn đầy hy vọng giành vé đi Qatar. Phong độ của Luis Suarez trong mùa giải 2021-22 không thực sự tốt, một phần vì chấn thương và thể lực sút giảm. Suarez mới chỉ ghi 7 bàn tại La Liga. Lần gần nhất anh lập công cho Atletico ở hạng đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha là mùng 7 tháng 11 năm 2021, nghĩa là gần 3 tháng. Với những gì Suarez vừa thể hiện, huấn luyện viên Simeone tự tin có giải pháp quan trọng để đấu Barcelona ở vòng 23 La Liga. Atletico và Barca đều không có nhiều hy vọng đua chiếc vô địch La Liga. Trong trận lượt đi mùa này, Suarez tham gia vào cả hai bàn thắng, khi anh ghi một bàn và kiến tạo pha còn lại. Thomas Lima giúp Atletico hạ Barca 2-0. Trước mắt, cả hai cần chiến đấu cho vị trí thứ 4, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm. Luis Suarez rất tự tin trở lại Nou Camp cuối tuần này, với quyết tâm ghi bàn vào lưới đội bóng đã ruồng bỏ anh để giúp Atletico củng cố một chỗ trong top 4. Messi, lối rẽ trái đoạn đường tình. Quả là trớ trêu với Messi, người có sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng đáng ghen tị, nhưng thực tế anh cũng phải đối mặt với những nghiệt ngã đứt đời, nếu không muốn nói còn nặng nề hơn cả bao người khác. Trớ trêu là bởi ở những năm tháng giành mọi vinh quang, bay cao cùng Barcelona thì vinh quang ở tuyển Argentina hết lần này tới lần khác quay lưng Messi. Ấy thế mà khi anh chạm được vào chiếc cúp Copa America, dù nó chẳng thể so bì được với danh hiệu vô địch Euro, thì cay đắng ập đến ở nơi Messi xem đó là tình yêu, là nhà mà tất cả đều như mặc định họ sinh ra để thuộc về nhau. Messi chẳng khác gì đang từ đỉnh cao tinh thần vơi với đời tẩm xuống vực sau khi chủ tịch Joan Laporta thông báo Barca không thể ký mới với anh bởi luật La Liga và cả bởi tiền, ngay cả khi anh đã chấp nhận giảm 50% lương. Một Messi vốn không giỏi tâm lý chiến và độ lì lợm như Ronaldo, và cả bởi trong tâm trí chưa bao giờ có ý định rời Barca, ngay cả khi xuất hiện bản fax đòi đi chỉ bởi không chịu nổi Bartomeu lúc chưa tại vị, nên đã đón nhận thông tin trời giáng ấy còn đau đớn hơn cả bao người. Tranh vé World Cup, tuyển nữ Việt Nam tập thiền. Một ngày sau trận thắng Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Đài Loan Trung Quốc lúc 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2. Thay vì ra sân tập, toàn đội ở lại khách sạn tập thiền thư giãn với huấn luyện viên thể lực Cedric. Với mục đích giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ, tạo không khí vui vẻ thoải mái trong đội, các trợ lý đã dành 20 phút cho các cầu thủ thực hiện một số động tác yoga, hít thở và thư giãn. Ở trận gặp Thái Lan, do có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tính toán hợp lý về đấu pháp, chiến thuật cũng như thay người, sức khỏe của tất cả 23 cầu thủ đều được bảo toàn, không ai bị chấn thương hay có vấn đề gì về thể lực cần chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, các bác sĩ của đội tuyển đã tập trung massage, phục hồi cho các cầu thủ và tiếp tục làm việc với nhà bếp khách sạn để cung cấp bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị. Đội cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai rất nhiều trong việc mua thêm thực phẩm bổ sung cho cầu thủ. Hai huấn luyện viên ở vòng loại World Cup 2022 bị sa thải. Liên đoàn bóng đá Iraq IAAF quyết định chia tay huấn luyện viên Vitravic sau thành tích kém cỏi so với người tiền nhiệm. Nhà cầm quân người Montenegro kiếm được hai trận quà và một trận thua khi tạm quyền thay Dick Advocat. Ông Vitravic nhậm chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trước đó, huấn luyện viên Advocat không chứng minh được năng lực với 4 trận hòa và hai trận thua ở vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022. Nhà cầm quân người Hà Lan quyết định từ chức. Djokovic gặp tổng thống Serbia Sausie Kangdan ở Australia. Như đã biết, Novak Djokovic bị chính phủ Australia trục xuất, do đó không thể tham dự Australian Open 2022 và đành nhìn kình địch Rafa Nadal lên ngôi, qua đó vươn lên độc chiếm với 21 Grand Slam có được.
Sau sự kiện đó, Djokovic chưa từng xuất hiện công khai trước công chúng, cho dù anh đã đi khá nhiều nơi, gặp nhiều người. Tuy nhiên, mới đây nhất vào hôm 3 tháng 2, Nôm đã công khai xuất hiện khi anh tới diện kiến tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại thủ đô Belgrade theo lời mời của vị tổng thống này. Tại cuộc gặp gỡ, Djokovic đã lên tiếng cảm ơn ngài Vučić đã luôn đứng sau ủng hộ trong suốt vụ thi căng đan ở Úc diễn ra, đồng thời tiết lộ sẽ đưa toàn bộ chi tiết vụ kiện ở Melbourne ra trước ánh sáng trong thời gian tới. Chủ tịch IOC sẽ gặp tay vợt nữ Trung Quốc Wen Siu-ai. Ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hôm qua cho biết, ông sẽ đích thân gặp mặt tay vợt nữ Trung Quốc Wen Siu-ai khi tới tham dự sự kiện Olympic mùa đông sắp diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Bach cho biết, lý do ông muốn gặp Wen Siu-ai vì muốn hỏi thăm tình hình của cô hiện tại ra sao và cuộc sống của cô như thế nào. Wen Siu-ai thời gian qua bị đồn thổi mất tích bí ẩn sau khi công khai tố cáo một quan chức cấp cao của chính phủ có hành vi quấy rối tình dục đối với cô. Tuy nhiên sau đó Wen Siu-ai lại lên tiếng phủ nhận việc này. Olympic mùa đông Bắc Kinh sẽ chính thức diễn ra từ 4/2, 20/2 năm nay. Chủ tịch IOC sẽ gặp tay vợt nữ Trung Quốc Wen Siu-ai. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!